thậm chí tới lúc đến có mức độ mà sao sắp cưới gửi thiệp luôn rồi mà vẫn bị hủy hôn. Dạ ok rồi. Tuyệt vời, rất là cảm ơn Thoái ca, cảm ơn thầy. Thì câu hỏi cũng rất là gọn thôi. Dạ. Thì rất là cảm ơn những cái bài học của thầy. Tại vì nhờ vậy á, thì em mới biết rằng em phạm cái gọi là cái hạt quá lớn đi. Chứ là trước đây á, em làm về ngành dầu khí. Khoan, anh đi vào câu hỏi, anh đừng kể chuyện tôi nghe. Dạ. Dạ, tại sao á, em không biết tại sao mà bây giờ em quen với ai á cũng không đến nơi chốn hết. Có người quen 3 năm cũng chia tay. Khoan, chậm lại. Quen là quen bạn trai hay quen bạn gái? Quen gái, tức là quen để đưa tới hôn nhân luôn cái này. Hỏi cho rõ. Cái này. Rồi. Tức là mối quan hệ 3 tháng cũng có. Thậm chí 2 tuần cũng có. Mà thậm chí 2 năm cũng có, mà không có mối quan hệ nào đứng đến chốn hết. Nào để mà mình tẩy cái hạt này không? Để mà có một cái hạt khác tốt hơn. Muốn hỏi cách dễ hay cách khó? Muốn nghe câu trả lời dễ hay khó? Khó thì thầy. Câu trả lời khó đúng không ạ? Hỏi ngắn lại. Để cho nó bền vững hơn. Câu trả lời của tôi là hỏi ngắn lại thì gái nó không bỏ mình. Mẹ dài dòng quá, lý lẽ quá nó bỏ là đúng rồi. Quá ngắn. Rồi. Tôi lấy đùa thôi. Nào nghe câu trả lời. Bạn là người có giữ cam kết không? Có. Có giữ cam kết. Bạn là người có trách nhiệm không? Có. Bạn là người mà có hay bỏ dở công việc không? Sometimes là ở mức độ như nào? Mức độ là khoảng 60%. Chứ là đi hết nửa đường, có thể hơn nửa đường rồi. Ngán quá bỏ, rồi là chán bỏ. Hiểu. Tức là bây giờ thấy hạt giống chưa? Thấy hạt giống chưa? Khi mình làm, mình bỏ nó dở dang á, thì mối quan hệ của mình nó dở dang. Thế là mình phải rà soát lại tất cả những cái gì mình đang làm dở dang, thì mình làm cho nó hoàn thiện đi. Còn nếu không, mình đừng có hứa nữa và mình đừng có cam kết nữa. Khi đã cam kết cái công việc gì, mình làm cho nó hoàn thiện lại. Ok. Nào bạn lấy cho tôi một ví dụ những cái gì mà bạn không hoàn thiện mà nó nghiêm trọng ấy. Không hoàn thiện. Làm mình dở dang, mình làm mình bỏ dở vậy đó. Ví dụ mình lên kế hoạch đó là một liên tục trong 21 ngày mình thức dậy lúc 5 giờ sáng. Làm được con tuần chịu không nổi. Ok, bình thường tôi cũng vậy, đừng lo. Giờ còn gì nữa không? Cái đó nhẹ, cái này quá. Một ví dụ thứ hai á, tức là khi mà trong mối quan hệ á, mình quyết định là mình sẽ tiến tới một cái cô gái này. Nhưng mà lạ cái là tới một lúc đó tự nhiên có một cái nghịch duyên rồi đó. Nó lại làm cho đầu óc mình nó cản trở đó, mình là cô này không phải là đối tượng của mình. Và cuối cùng rồi mình quyết định là không đến với cô ta, cho dù có một cái sự hứa hẹn rồi. Ok, very good. Nào, tôi chỉ cho bạn nguyên nhân. Thứ nhất, ok. Nào, lý do gì bạn không đến được với người ta thì nó có hai loại hạt giống. Hạt giống thứ nhất là hạt giống số 5. Hạt giống số 5 bao gồm là gì? Thứ nhất, khi rẽ người khác. Thứ hai, nói xấu người khác. Thứ ba, thù hơn, bất hiếu, xa lánh cha mẹ. Rồi, bây giờ bạn điểm lại. Bạn đối xử với cha mẹ của mình có chăm sóc tốt không? Có. Ok. Bạn có thỉnh thoảng nói xấu người khác không? Thỉnh thoảng nói xấu có. Thỉnh thoảng là ngày mấy chục lần? Dạo này thì hầu như là không có. Tại dạo này ở nhà không thầy. Tôi nói trước đó, tại vì hạt nó nở trước đó, ế mà ế lòi ra từ trước đó cơ mà, tôi nói bây giờ đâu. Dịch là không gặp ai để nói xấu. Đúng, gặp chính xác. Sát vào chắc là cái, với cái miệng này chắc là cũng không thể dừng được đúng không? Nói xấu có vui không? Nói xấu cũng không có gì vui. Sao nói? Thỉnh thoảng á,
Khó, từ mình mà. Rồi. À, có chia rẽ người khác không? Thôi bỏ đi, đừng trước chơi đây. Trước nhiều đây không? Á thì lúc mà làm á thì có, lúc mà đi làm có. Nhiều không? Lúc đi làm có. Mà có nhiều không? Cường độ nó có nhiều không? Nói chung là cũng thi cũng 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 có, nhưng mà cũng không có nhiều lắm, khoảng chừng 50-60%. Ôi má ơi. Tại vì có một cái sự gọi là đua cái danh hiệu á thầy. Đua danh hiệu coi con nào nói xấu nhiều hơn hả? Không thì có gì mình cứ nói thôi. Đúng. Thì vậy để mà cái này chủ yếu là để mà mình coi cái hạt nào để mình nghiêm túc. Tôi đang rà cho các anh, tôi coi anh phạm cái lỗi nào đó. Tại vì có đôi khi mình không nhận ra cái đó là cái nguyên nhân nó khiến cho người khác họ bỏ mình. Nào, có khi nào đi với con bồ mới mà nói xấu con bồ cũ không? Không. À không, bí mật đúng không ạ? Nói là anh vẫn chín chắn đúng không? Tại vì mối tình nào xong là xong mối tình đó, không có liên quan, không đụng chạm gì nữa chứ. Ok, lý do lớn nhất mà anh bỏ mấy con nhỏ đó là gì? Không, tức là một tức là 50-50. Không đến được. 50-50. Nó không phải đối tượng của mình á, thì nguyên nhân là gì? Thứ nhất là khi mà mình biết về mình làm gì cái ngành dầu á, thì người ta nghĩ là có tiền nhiều. Thì chính vì cái đó mình nói nhiều quá. Đầu tiên mình nói về cái công việc của mình á, thì cuối cùng người ta bỏ mình vì cái tài chính. À, tức là hỏi ra là nghèo đúng không? Không, không phải. Là... Tại vì người ta tức là lợi dụng. Không phải lợi dụng mà là mình nổ quá, xong rồi bắt đầu nó đòi hỏi, xong mình không đáp ứng được đúng không? Không phải thầy. À. Chứ nếu mà thời điểm đó tại sao mà người ta lại bỏ? Thời điểm đó một tháng em làm 5.000 đô mà sao nổ được thầy? À, thế nhưng mà tại sao lại bỏ? Tại sao không cho nó? Tại vì mình phát hiện ra là họ tới với mình có một điều kiện. Họ lợi dụng đúng không? Đúng. Ok, good. Rồi, bây giờ 487 con người khác họ biết nguyên nhân tại là hạt giống gì rồi. Bạn chính là người đi lợi dụng người khác, đó là hạt giống của bạn đấy bạn ạ. À. Bạn nhá. Bạn khôi có. Chính là người à, không? Có lợi dụng họ, có. Rồi, vậy thì thôi nhá. Để tôi trả lời vậy là rõ chưa? Rõ chưa? Nói xấu người khác này, làm việc dở dang này, lợi dụng người khác này. Bạn ngồi nữa là tôi moi nữa. Được thầy, trời em rất là welcome luôn này. Welcome. Em đang muốn như thế nhỉ. Mấy người khác họ cũng cần phải hỏi. Họ cuối cùng rồi đúng không? Sói đóng hói cả. Ok. Cho nên là khi tôi tìm ra cho bạn từng đó cái nguyên nhân thì bạn giải quyết từng nguyên nhân đi. Hỏi nhiều cũng không làm nổi đâu, mà nó ngán lắm. Ok thầy. Nó ngán lắm. Thế là mình vào trong cái nhóm leader, mình mang từng vấn đề của mình ra. Chỉ có cộng đồng Lisa chúng ta mới thành thật như này thôi ạ. Chứ ở ngoài nói vậy thì người ta cười. Nhưng mà ở trong này á, mình tẩy nó đi thì cuộc đời mình nó mới thoát. Vậy thì cái nào mà bạn thấy khó chịu nhất, đúng không ạ? Mình bị lợi dụng khó chịu thì mình phải tẩy hạt lợi dụng. Mình bị người ta coi thường vì mình ngu thì mình phải gia cố cái phần trí tuệ của mình. Nếu mà người ta mình bỏ người ta vì là xấu thì mình coi lại cái hình dáng của mình, đúng không ạ? Được chưa? À, mình bị người ta không, bỏ nó đồng ý này, mà nói chung là người mà em quen toàn là đẹp không à, không ai xấu hết. À, vì nó đẹp cho nên nó đâu có lấy bạn, khổ quá chọn thế mà chọn. Okay. Chính xác cái này, cái này em thấy được rồi đó. Cái khúc chuẩn bệnh này là chính xác nhất, thành ra anh Kho em cười rất là tươi. Ok thôi, chế rồi. Yeah. Ok, thank you. Ok. Nếu các bạn thấy bài học của tôi bổ ích thì hãy bấm đăng ký kênh và bấm vào hình cái chuông để tiếp tục nhận được những cái video kế tiếp của tôi sớm nhất. Xin chào.